Bắc Hàn cảnh báo cuộc tập trận quân sự gây nguy hiểm cho việc tổ chức đoàn tụ gia đình, tin từ Bình Nhưỡng. Bắc Hàn hôm nay nói rằng họ có thể xem xét lại kế hoạch tổ chức họp mặt giữa các gia đình ở miền Bắc và miền Nam nếu Hoa Kỳ và Nam Hàn thực hiện kế hoạch diễn tập quân sự hàng năm. Hôm qua, hai miền Triều Tiên đã đồng ý cho phép các gia đình bị phân ly bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên có thể gặp nhau trong 5 ngày vào cuối tháng 2. Một phát ngôn viên của đài truyền hình quốc doanh Bắc Hàn KRT trích dẫn Ủy ban Quốc phòng Quốc gia nói rằng Bắc Hàn đã tuyên bố rõ ràng rằng đối thoại và hành vi chiến tranh xâm lược không thể nào đi đôi với nhau. Vào thời điểm khi mà thỏa thuận về các cuộc đoàn tụ gia đình được thực hiện tại Panmunjom, thì máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc luyện tập tấn công hạt nhân nhắm vào Bắc Hàn. Vì vậy, Bình Nhưỡng không thể không xem xét lại việc thực hiện thỏa thuận tổ chức các cuộc đoàn tụ. Hai miền Triều Tiên vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh vì đôi bên vẫn chưa ký một hiệp ước hòa bình. Cuộc chiến tranh đã làm hàng triệu gia đình chia ly, người dân không được qua lại biên giới và những liên lạc, bao gồm cả các cuộc gọi điện thoại, đều bị cấm.